Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 232. Sau khi dọa lui được bầy sói, Ngô Bình chuẩn bị tiếp tục lên đường thì cô gái ở đằng sau vội vàng nói, công tử xin dừng bước. Ngô Bình quay người lại, chỉ thấy cô gái này mặc một bộ đồ trắng, tư dung tuyệt đại, khí chất xuất trần, dung mạo còn tốt hơn Bạch Chỉ Dung gấp vài lần. Tuy rằng anh đã biết cô là thiên hồ tộc nhưng vẫn không kiềm được mà nhìn thêm vài lần. Chuyện gì, anh hỏi. Cô gái cúi đầu thật sâu trước anh, N cứu mạng, Ngọc Nương không có gì để báo đáp. Ngô Bình, sao cô lại lạc một mình ở đây? Anh nhớ rằng thiên hồ thường đi theo đàn. Ngọc Nương cúi đầu, bọn tôi bị bầy sói truy đuổi, bởi vì đánh lạc hướng bầy sói nên tôi đi một mình đến đây. Ngô Bình nhíu mày, cô hy sinh bản thân để cứu người khác. Ngọc Nương, cũng chưa chắc là hy sinh, bầy sói này cực kỳ thông minh, chia quân ra truy đuổi, tình hình của bọn họ chưa chắc đã ổn hơn tôi. Ngô Bình gật đầu, nhìn thoáng qua vết thương của cô rồi ném cho cô một viên đan dược chữa thương, cái này có ích cho vết thương của cô. Ngọc Nương cảm tạ, nói, công tử nguyện ý cứu một người thiên hồ, chứng tỏ ngài là người có tấm lòng rộng lớn. Ngô Bình, thiên hồ tộc các người đều cải trang thành nhân loại à? Ngọc Nương, khi tu vi của thiên hồ tộc đạt mức độ nhất định thì sẽ biến thành cơ thể người, như thế có thể giúp cho việc tu hành. Ngô Bình gật gật đầu, gõ biết phải làm thế nào nói rồi, lại tiếp tục bay lên phía trước. Anh bay được một đoạn, thì phát hiện cô gái Ngọc Nương kia đang đi theo mình cách đó không xa. Vì thế anh dừng lại, chờ cô đuổi theo. Cô theo tôi làm gì? Anh nhíu mày hỏi. Ngọc Nương, tôi không có chỗ để đi. Ở chỗ này đâu đâu cũng có nguy hiểm. Công tử rất mạnh mẽ, tôi ở cùng công tử sẽ an toàn hơn một chút. Ngô Bình lạnh lùng nói, chỗ mà tôi đi còn nguy hiểm hơn, cô đi theo tôi nhất định sẽ chết. Ngọc Nương hơi hơi mỉm cười, đi vào nơi này mà sợ chết cũng không có tác dụng. Hơn nữa mạng của tôi là do công tử cứu. Nếu tôi có chết vì công tử cũng không sao cả. Ngô Bình nhìn cô gái thiên hồ tộc này thật sâu, sau đó lạnh nhạt nói, cô muốn đi cùng thì cứ theo đi. Sau đó, anh tăng nhanh tốc độ bay, cô gái kia hiển nhiên không thể theo kịp anh, dần dần bị mất dấu. Nhưng anh chỉ bay theo một đường thẳng, dừng lại nghỉ ngơi một lúc thì cô gái sẽ thở hồng hộc chạy đến chỗ này. Mấy canh giờ sau, cuối cùng Ngô Bình cũng đến gần chỗ trong lời của thập đồ. Ở trước mặt anh, là một tòa nhà cực lớn. Hình tròn, đường kính trăm dặm, cao trăm trượng, ở bên ngoài từ vô số khối kim loại hình vuông ghép thành. Toàn bộ tòa kiến trúc này có màu xám bạc, bên ngoài bóng loáng, không thể nào nhìn ra lối vào ở đâu. Ngô Bình hỏi thập đồ, là nơi này. Thập đồ, đúng thế. Vật đó, gọi là tàng cơ, là một đại trận huyền diệu, do một vị kỳ tài ở kỷ nguyên thứ ba sáng lập. Hắn đã dung nhập thân hồn của mình vào trong tàng cơ đại trận, kết quả đã qua rất nhiều kỷ nguyên. Ngô Bình giật mình, sống từ kỷ nguyên thứ ba đến bây giờ. Thập đồ, mỗi một kỷ nguyên đều có rất nhiều cao thủ muốn cướp tàng cơ, nhưng mà đều thất bại, chết ở trong đó. Năm đó, cơ thể của ta cũng ở trong đấy, bốn vị cao thủ đồng hành cùng ta cũng đều chết hết. Ngô Bình, tàng cơ này là bảo bối gì mà lại có nhiều cao thủ liều mạng cũng muốn cướp lấy nó như thế? Thập đồ, bên trong tàng cơ có chứa mơ mật, dựa theo phỏng đoán của tôi, mỗi lần qua một kỷ nguyên. Uy lực của nó lại tăng lên rất nhiều. Tôi cảm giác hắn đang chờ cơ hội, chờ đến khi bản thân đủ mạnh thì bước ra trở thành bá chủ kỷ nguyên. Ngô Bình cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, năm đó ngươi còn đấu không lại, ngươi lại cảm thấy ta có khả năng đánh thẳng được cao thủ trong tầng cơ. Thập đồ, chủ nhân có điều không biết, muốn có được tàng cơ không chủ dựa vào thực lực của bản thân. Nếu như chủ nhân thích hợp với tàng cơ hơn chủ cũ, thì tàng cơ sẽ lập tức vứt bỏ người kia, quy thuận. Chủ nhân, Ngô Bình, ồ, còn có loại chuyện này. Thập đồ, nhưng mà, bên trong tàng cơ có các loại cơ quan, thậm sự cũng cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mỗi một kỷ nguyên đều có cường giả đã chết trong đó. Chủ nhân có thể lấy di vật của bọn họ, đương nhiên chủ nhân cũng có cơ hội được tàng cơ chấp thuận. Đi hoặc không đi đều do chủ nhân quyết định. Lúc này, Ngọc Nương cũng đã đến nơi, cô nhìn tầng cơ, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, nói, công tử, chỗ này tôi đã từng được nghe qua. Vô cùng nguy hiểm. Nếu như công tử không nắm chắc thì không nên mạo hiểm. Ngô Bình, cô biết đây là địa phương nào không? Ngọc Nương gật đầu, chủ của tàng cơ nghe nói là một người đã sống qua rất nhiều kỷ nguyên, cực kỳ khủng bố. Ngô Bình lập tức bói một quẻ, quẻ biểu thị cơ hội lớn hơn nguy hiểm, anh nói, cô ở chỗ này chờ tôi. Nói xong, anh lập tức bay về phía tàng cơ.
Ngay lúc anh đi vào phía trên của tàng cơ, đột nhiên một chùm sáng được phun ra, trong nháy mắt đã cuốn anh vào bên trong, biến mất khỏi tầm mắt của Ngọc Nương. Ngọc Nương thở dài một tiếng, lúc này phía sau của nàng xòe ra 10 cái đuôi hồ ly, mỗi một cái đuôi đều có một gương mặt xinh đẹp thanh tú, trong đó, có một cái đuôi hồ ly nói, đáng tiếc, tuy rằng thực lực của người này mạnh nhưng nhất định sẽ chết bên trong đó. Một cái đuôi hồ ly khác, ha ha, thật đáng tiếc, Ngọc Nương lại động tâm với hắn ta. Nhưng mà Ngọc, Nương, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi là thiên hồ, còn hắn là người, các người có thích cũng chỉ có thế là đơn phương tương tư. Ngọc Nương lạnh lùng nói, ta lại cảm thấy hắn nhất định có thể bước ra được. Cái đuôi hồ ly thứ ba, vậy thì cược đi, nếu như hắn có thể ra ngoài được thì ta sẽ đưa 3 năm luân chuyển thời gian, tặng vĩnh viễn cho ngươi. Ngọc Nương, một lời đã định. Ngô bị một chùm sáng hút vào trong một không gian hình tròn, bên trong không gian đó cao 10 trượng, đường kính 30 trượng. Ngô Bình vừa mới tiến tới thì lập tức nhìn thấy ở trong góc có 2 sinh vật đang ngồi. Cách anh không xa có 10 mấy cái xác khác nhau, nhìn qua, những xác chết đó có vẻ đã tồn tại được kha khá thời gian, đã hóa đá, ở trên xác chết thậm chí còn loài nấm kỳ quái sống trên đó. Ngô Bình nheo mắt lại, những sinh vật đó đều là sinh vật của thời đại này sao? Anh đi từ từ, tránh xa những cái xác kia, đi sang một bên. Lúc này, trong một góc, một con vượn lông đen tay dài đứng lên, cơ của nó cao hơn 2,5 mét, đôi mắt tỏa ra kim quang, gương mặt hao hao giống với con người, nếu như cạo lông đi, thì có thể nhìn giống con người đến 9 phần. Con vượn đen đi đến chỗ Ngô Bình, anh thấy được sự đói khát từ trong mắt của nó, hơn nữa còn là cực kỳ đói khát. Anh biết, con hắc vượn này muốn ăn anh để bổ sung năng lượng. Con vượn đen nhanh hơn, nó giơ tay lên đập xuống, nó muốn đập chết Ngô Bình chỉ trong một đòn. Ở kỷ nguyên này, nó đã ăn vài người của nhân tộc, cho nên bắt đầu không xem trọng Ngô Bình. Bàn tay của nó rơi xuống, thiên anh của Ngô Bình lao ra, hóa thành một con mãnh hổ dài 10 thước, miệng của con hổ mổ ra, nuốt trọng con vượn vào trong bụng, sau đó cấm kỵ luyện hóa, sức mạnh và sinh mệnh của con vượn đen cũng bị cướp đoạt. Ngoại trừ cái này ra, Ngô Bình còn cướp đoạt thiên phú, thời gian ngộ tính. Nói cách khác, có được thiên phú này, tu sĩ có thể sống được lâu hơn, ngộ tính cũng càng cao hơn. Thế nhưng trước mắt thì thiên phú này dường như không có tác dụng gì đối với Ngô Bình, dẫu sao từ khi anh tu luyện đến bây giờ cũng chưa được bao nhiêu năm. Bên trong cơ thể của con vượn đen không có linh năng nhưng sức mạnh sinh mệnh của nó lại vô cùng nhiều, chất lượng sinh mệnh cũng cao. Còn một sinh vật khác ở trong góc, lúc nhìn thấy Ngô Bình nuốt trứng con vượn đen thì nó cũng lập tức trở nên bất an, nhanh chóng vào tới chỗ khác. Ngô Bình cũng không để ý đến nó, mà đi đến bên cạnh những cái xác chết không biết đã chết bao nhiêu năm kia ai. Ngay sau đó, anh lập tức tìm được 5 cái pháp khí chữ vật, trong số đó có 3 cái là của nhân tộc, 1 cái là của sinh vật hỗn độn, còn 1 cái thì thuộc về dị tộc. Anh cũng không kiểm tra chúng mà cất thẳng đi, sau đó bắt đầu quan sát nơi này. Thập đồ, chủ nhân, ta đã từng tới nơi này rồi, đây là một đấu thú trường. Một khi có người mới từ bên ngoài đi vào thì rất nhanh sau đó sẽ có hung thú xuất hiện, chủ nhân chỉ cần giết được hung thú là có thể rời khỏi chỗ này. Ngô Bình nhìn thoáng qua những xác chết bên trên mặt đất, tất cả những người này đều là do hung thú giết chết. Thập đồ, là do bọn họ giết hại lẫn nhau. Khi chỉ còn một người thì sinh vật bên trong đấu thú trường, hung thú mới có thể xuất hiện. Ngô Bình lập tức hiểu rõ, xem ra giữa bản thân anh và sinh vật kia, chỉ có thể có một bên còn sống. Nhưng vào lúc này, anh cảm giác được có một bóng ma ở dưới chân của anh. Ánh mắt của anh lạnh lùng, thập đồ trong tay anh đâm xuống đất. Một tiếng hét vang lên thảm thiết, bóng ma ở trên mặt đất cũng vặn vẹo một chút rồi từ từ biến thành một tấm da. Mà sinh vật ở cách đó không xa cũng kêu lên thảm thiết, rất nhanh sau đó đã im lặng. Nhìn qua thì có vẻ đây là một loại thủ đoạn ám sát nào đó, chỉ là một khi thất bại thì người thi triển thuật cũng sẽ tử vong. Ở tại đây, chỉ còn lại một sinh vật sống duy nhất là Ngô Bình. Qua mấy phút sau, ở bên trái của anh xuất hiện những cửa động u ám tối đen, có tiếng hít thở được truyền ra từ bên trong. Càng lúc càng gần. Tay Ngô Bình cầm thập đồ, nhìn chằm chằm vào. Cái cửa động kia, qua khoảng 5-6 giây, một con báo mặc áo giáp bạc bước ra. Trên người con báo này còn có một lớp giáp cứng, mỗi một mảnh đều có kích thước khoảng bằng một cái móng tay người. Ngoại trừ chuyện này ra, thì nó cũng không khác biệt so với con báo bình thường là bao, chỉ là cơ thể của nó lớn hơn nhiều, chiều dài cơ thể nếu tính luôn cả đuôi là dài hơn 8 mét. Con báo mặc áo giáp phát ra tiếng gầm giận dữ.
sau đó lập tức lao về phía của Ngô Bình, giống như vô số lần đi sẵn của nó chuẩn bị đánh gục Ngô Bình xuống mặt đất rồi sau đó cắn nứt cổ của anh. Khi con báo mặc áo giáp đến gần, Ngô Bình căm bảo đao thập đồ chém một nhát thật mạnh. Phụt! Áo giáp cứng của con báo vốn không thể nào khiến nó không bị chém thèm thành hai nữa. Con báo vừa chết thì phía trên rơi xuống một chùm sáng trắng, bao phủ Ngô Bình. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt anh lập tức thay đổi trong nháy mắt, bản thân lập tức đi đến một nơi khác. Ở trước mặt của anh có rất nhiều loại kệ, bên trên đó chứa đầy các loại chai lọ vại bình, ở bên trong chứa các loại thuốc bột khác nhau, ít nhất cũng phải có mấy ngàn loại. Trên mặt đất cách đó không xa, có ba cái thây khô hoặc là nằm hoặc là đang ngồi. Nhìn nơi, thập đồ nói, chủ nhân, ta chưa từng tới chỗ này. Mũi của Ngô Bình giật giật, sau đó thở dài một tiếng, nói, bên trong không gian có một loại độc, nếu như không có thuốc giải thì cho dù có là tu sĩ thiên cảnh thì trong vòng 3 ngày cũng sẽ trở thành xác khô. Nói xong, anh đi về hướng của những cái xác khô đó, đầu tiên là lục soát pháp khí chữ vật trên người bọn họ, sau đó lại tìm được 3 cái bút ký của bọn họ còn lưu lại. Trong bút ký, ghi lại quá trình bọn họ tìm kiếm thuốc giải từ trong mấy ngàn loại thuốc bột, đã loại trừ được một phần nhưng một phần lớn cũng chưa kịp thử nghiệm. Sau khi đọc bút ký, anh lập tức biết được nguyên liệu để điều chế thuốc giải nằm trong mấy ngàn loại thuốc bột này, nhưng muốn tìm ra được là cái nào, rồi luyện thành một thuốc độc thì cũng là một chuyện khá khó khăn. Ngô Bình là luyện đan sư, anh cảm thấy chuyện này không phải là không có cơ hội. Tiếp theo, anh đi qua trước mỗi loại dược liệu, thông qua việc ngửi và nhìn để phán đoán dược tính. Qua nửa ngày, cuối cùng anh cũng xác định được công dụng của số thuốc bột này, sau đó anh cảm nhận độc lực bên trong cơ thể, suy nghĩ cách phá giải. Thêm nửa ngày nữa, anh lập tức chọn ra 21 loại trong số các loại thuốc bột ở đây, dựa theo tỷ lệ nhất định mà chất đống lên nhau, sau đó mở lò luyện đan. Lò thứ nhất đã thất bại, loại thuốc bột này khác với dược liệu, quá trình luyện chế cũng phức tạp hơn. Qua nửa ngày, cuối cùng anh cũng luyện chế ra lò đan dược thứ nhất, bên trong chỉ có 2 viên thuốc giải độc, là đan dược trung phẩm. Anh cầm lấy một viên lên uống, lập tức cảm giác độc tố bên trong cơ thể nhanh chóng biến mất, mà dược lực cũng tiếp tục phát huy tác dụng, cuối cùng cũng cân bằng được độc tố bên trong cơ thể. Chuyện này cho thấy hiệu quả của viên thuốc giải độc này có tác dụng rất tốt. Sau đó, cũng không phát sinh thêm cái gì, cho đến ngày thứ 3 anh đến đây. Một chùm sáng lại rớt xuống, lại bao phủ anh một lần nữa. Bây giờ, Ngô Bình lại bị đưa đến bên trong một cung điện, trong cung điện này bày 9 món bảo kiếm. Trong 9 món bảo kiếm có những kiếm ý khác biệt nhau. Thập đồ có ấn tượng với nơi này, nói, chủ nhân, cũng giống như việc chém giết hung thú, luyện đan, đây đều là khảo nghiệm của tàng cơ. Ngô Bình không khỏi có hơi tò mò, thập đồ, vì sao tàng cơ lại muốn khảo nghiệm tôi? Thập đồ, hẳn là đang tìm kiếm một vị chủ nhân thích hợp. Loại trí bảo như tàng cơ này, muốn chọn chủ nhân một minh chủ, mới có thể đạt đến cấp độ mạnh nhất. Thật hiển nhiên, tàng cơ không vừa lòng đối với người chủ trước đây của mình. Ngô Bình, vậy thì rốt cuộc là do tàng cơ chỉ chủ khống chế hết mọi thứ hay là tàng cơ khống chết hết tất cả? Thập đồ, ta đoán là bây giờ chủ của tàng cơ gặp phải phiền toái, bây giờ người điều khiển tàng cơ chính là tàng cơ tự chủ ý thức. 9 thanh kiếm đều đang bay lơ lửng ở không trung, Ngô Bình đi đến chỗ của một trong số chúng. Thứ kiếm ý lạnh lẽo kia cũng khiến cho anh sởn tóc gáy. Thế nhưng, anh đã tìm hiểu kiếm đạo vương tọa, rất nhanh đã phát hiện ra nội dung mà thanh kiếm này và kiếm ý của nó muốn biểu đạt. Qua vài phút sau, anh niệm một đoạn chú ngôn trong miệng, âm thanh rung chuyển không khí, thanh kiếm này vậy mà lại tự động bay đến trong tay của anh, cực kỳ thân cận với anh. Ngô Bình lần lượt đến gần 9 chuôi kiếm theo thứ tự, phát ra những âm thanh khác biệt, loại âm thanh này có thể hiểu là kiếm ngữ. Dùng nó để giao tiếp với kiếm ý. Vì thế, 9 chuôi kiếm liên tục bay đến trong tay của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình thả Thiên Anh ra, phía sau Thiên Anh hiện ra kiếm đạo vương tọa, 9 chuôi kiếm xoay tròn quanh kiếm đạo vương tọa. Một lát sau, phía sau vương tọa xuất hiện 9 vỏ chuôi kiếm, 9 thanh kiếm được tra vào vỏ. Trong thoáng chốc, kiếm đạo vương tọa phóng ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, lờ mờ phát ra uy lực của hoàng đạo. Trong lòng của Ngô Bình rung động, nói, xem ra có cơ hội kiếm đạo vương tọa tấn chức lên thành kiếm đạo hoàng tọa. Chẳng qua là bây giờ bị thiếu quyền binh. Sau khi cất 9 chuôi kiếm đi, anh lập tức hoàn thành loại khảo nghiệm này, vì thế không trung lại rơi xuống ánh sáng một lần nữa, sau đó lại đưa vào một khoảng hư vô. Anh lại cảm giác hơi thở đại đạo xung quanh không ngừng thay đổi, mà chúng nó lại thuộc về những kỷ nguyên khác nhau.
Cùng lúc đó, bên trong hư không xuất hiện một tấm bia sắt cực lớn, cái bia này dài ngàn dặm, rộng khoảng 800 dặm, bên trên khắc đầy những văn tự và đồ án, tuyệt vời không thể tả. Ngô Bình chỉ nhìn thoáng qua, lập tức biết được những sức mạnh này là loại sức mạnh to lớn đã thoát ra khỏi những kỷ nguyên. Loại sức mạnh này cùng loại với cấm kỵ, cho dù ở bất kỳ kỷ nguyên nào cũng có uy. Lực bất phàm. Loại sức mạnh này, vừa hay dùng để chế tạo quyền binh. Ánh mắt của anh sáng lên, lập tức toàn lực tìm hiểu ảo diệu của đồ văn ở trên tấm bia sắt. Quá trình tìm hiểu cực kỳ chậm rãi, trong nháy mắt đã trôi qua 3 ngày, nhưng Ngô Bình lại chỉ tìm hiểu được một khoảng rất nhỏ ở trên tấm bia sắt, còn chưa được 1/1/1000. Với cái tốc độ này nếu như anh muốn tìm hiểu toàn bộ nội dung trên tấm bia sắt thì cũng cần mất mấy chục ngàn năm mới có thể hiểu được. Cũng may là anh cảm giác thời gian ở trong không gian này và thời gian ở thế giới bên ngoài khác nhau, lập tức bình tĩnh lại từ từ tìm hiểu. 10 ngày, 1 tháng, nửa năm rồi 3 năm, thời gian cứ trôi qua liên tục như thế, thiên phú của Ngô Bình đã lộ ra uy lực của mình, ngộ tính của anh cũng tăng lên không ngừng, chuyện này khiến anh có thể tìm hiểu được những nội dung thâm thúy, khó hiểu hơn ở phía sau nữa. 1.000 năm, 5.000 năm, 10.000 năm. Sau 10.000 năm, ngộ tính của Ngô Bình đã tăng lên gấp trăm lần so với lúc anh vừa mới bắt đầu tìm hiểu, tốc độ tìm hiểu của anh đã được đẩy nhanh lên rất nhiều. Cứ như thế lại qua thêm 1.300 năm, cuối cùng anh cũng tìm hiểu được tất cả những thứ có trên bia sắt. Trong một khắc cuối cùng, tấm bia sắt rung lên, văn tự và đồ án ở trên tấm bia cũng đều bay lên, hóa thành một tấm đồ án phù văn huyền diệu lao về phía Ngô Bình, cuối cùng nó được Thiên Anh hấp thu. Anh đã tìm hiểu hoàng đồ từ lâu, lúc này lập tức lấy đồ án phù văn đó ra làm nguyên liệu để chế tạo ra quyền binh. Lại trải qua không biết bao nhiêu năm nữa. Một lá bùa chú vô cùng ảo diệu xuất hiện ở bên trong cơ thể của Thiên Anh, bùa chú phóng ra năng lượng tuyệt vời không thể tả, còn cao cấp hơn cả linh năng màu xanh lơ. Tất cả năng lượng đó đều đổ đồn toàn bộ vào kiếm đạo vương tọa, sau đó vương tọa sáng lên, bắt đầu lột xác, tấn chức. Vương tọa vốn dĩ đã được thăng cấp một lần bây giờ có được quyền binh lập tức thăng cấp lên thành kiếm đạo hoàng tọa. Hoàng tọa được hình thành lập tức chuyển hóa thành cấm kỵ tối cao thập lục trọng cấm. Trọng cấm này cũng có được quyền binh. Hơn nữa cấp bậc của quyền binh rõ ràng là càng cao cấp hơn. Năng lực của quyền binh chính là tiện thị tước nhược. Chỉ cần cấp bậc của quyền binh đối phương không vượt qua được tiện thị tước nhược quyền binh thì Ngô Bình đều có thể làm suy yếu sức mạnh của đối phương, tước đi một phần tu vi của đối phương rồi kế tiếp là anh có thể chiến thẳng đối thủ một cách nhẹ nhàng. Ngay khi Ngô Bình có được kiếm đạo hoàng tọa thì trong nháy mắt mấy đứa con của anh Lý Dược Sư, Lý Tiểu Tiên. Huyết mạch trong cơ thể bọn chúng lần lượt tấn chức. Trong một khoảng thời gian ngắn có được huyết mạch của hoàng tộc. Sau này, cho dù bọn chúng có tiến vào kỷ nguyên nào đi chăng nữa thì cũng đều là hoàng tộc. Ngay sau đó, Ngô Bình lập tức rời khỏi hư vô, đến một căn phòng nhỏ. Bên trong phòng có một quái nhân, một nửa cơ thể của hắn ta đã khảm vào bên trong vách tường, có thể nhìn thấy được thần kinh và mạch máu của hắn ta kéo dài đến bên trong vách tường. Biểu cảm của hắn ta vô cùng đau khổ, một nửa người đã ngọc hóa, cơ thể cũng không cử động linh hoạt được. Lúc này đây, hắn ta nhìn chăm chấm vào Ngô Bình, nói, không ngờ được tàng cơ thật sự đã tìm ra được một chủ nhân thích hợp hơn. Trong lòng của Ngô Bình rung động, hỏi, chính là chủ của tàng cơ. Quái nhân thở dài một tiếng, hiện tại thì tôi đã không phải là chủ của tàng cơ, cậu mới là chủ của nó. Ngay lúc Ngô Bình còn đang nghỉ ngờ thì mặt đất bỗng nhiên hóa lỏng, một thứ màu đen ở trạng thái lỏng ngưng tụ lại thành một thiếu niên, cậu thiếu niên gật đầu với Ngô Bình. Tàng cơ tham kiếm chủ nhân. Ngô Bình, cậu chính là tàng cơ, bây giờ muốn phụng tôi làm chủ. Tàng cơ, đúng như thế. Chủ nhân đã vượt qua rất nhiều khảo nghiệm, đã có tư cách trở thành chủ nhân của tàng cơ. Vậy còn chủ nhân ban đầu của tàng cơ thì sao? Anh hỏi. Tàng cơ liếc nhìn qua quái nhân bên trên vách tường, nói, trong kỷ nguyên tiếp theo hắn sẽ phải chết, ta đang hao phí năng lượng để giữ mạnh cho hắn. Nhưng ở kỷ nguyên tiếp theo ta không thể nào bảo vệ hắn được. Vậy tại sao cậu phải tìm một chủ nhân? Ngô Bình khó hiểu hỏi. Tàng cơ, chỉ có cách mượn sức mạnh của chủ nhân thì ta mới có thể hoàn mỹ, nếu không thì trong kỷ nguyên tiếp theo ta sẽ bị hủy diệt. Ngô Bình gật đầu, được rồi. Nói như thế, sau này tôi cũng có thể mượn sức mạnh của cậu để sử dụng. Tàng cơ, tu vi của chủ nhân vẫn chưa thể dung hợp với tàng cơ, cần phải tiếp tục tăng tu vi lên. Chờ, đến khi chủ nhân trở thành cường giả kỷ nguyên thì có. Thể hoàn toàn có được sức mạnh của tàng cơ. Ngô Bình, nếu nói như thế thì trước mắt cậu vẫn không giúp gì được cho tôi.
Tàng cơ, cũng không phải hoàn toàn là như thế. Chủ nhân có thể lưu lại dấu vết sinh mệnh ở bên trong cơ thể ta, nếu như sau này gặp phải chuyện nguy hiểm, ngay cả khi hồn phi phách tán thì cũng có cơ hội trùng sinh bên trong tàng cơ. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên, thật không? Vậy làm sao để lưu lại dấu vết sinh mệnh? Tàng cơ, chủ nhân chỉ cần để lại một giọt tinh huyết là được. Ngô Bình lập tức cắn ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết. Tàng cơ duỗi tay ra tiếp nhận, khen, thể chất của chủ nhân quả thật hoàn mỹ, trong nhân tộc ít có ai có thể sánh vai cùng với chủ nhân. Chủ trước của tàng cơ bỗng nhiên nói, tiểu bối, cậu có thể đưa ta ra khỏi nơi này được không? Ngô Bình nhìn hẳn ta, người đã sống không chỉ một kỷ nguyên, vẫn còn chưa sống đủ à? Chủ của tàng cơ, đa số thời điểm là ta ngủ say hoặc là tu luyện, cho dù có sống bao lâu cũng sẽ không đủ. Ngô Bình gật đầu, vậy được. Nói xong, lập tức duỗi tay kéo chủ của tàng cơ. Xoẹt. Bỗng nhiên, kiếm quang trong tay hẳn hiện ra, đầu của chủ của tàng cơ lập tức bị Ngô Bình chém xuống, thập đồ bộc phát sát khí khủng bố, thâm nhập vào sâu trong cơ thể của hẳn ta, dưới quyền binh tiện thị tước nhược nhanh chóng bị mai một đi. Thập lục trọng cấm, anh đã có thể phát huy được 3 phần sát thương của thập đồ. Trong giây tiếp theo, cơ thể sinh mệnh của chủ nhân tàng cơ lập tức suy bại, cơ thể lập tức bị thiêu đốt, gương mặt vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đống đá vụn rơi rớt xuống đất. Cùng lúc đó, tàng cơ cũng rơi xuống đất, mà máu mà nó nằm trong tay vẫn bay lơ lửng giữa không dung, bị Ngô Bình thu lại. Sau đó, anh dậm chân một cái thật mạnh, nói, tàng cơ. Một đường quang ảnh xuất hiện ở trước mặt của anh, cũng là một thiếu niên, dáng vẻ thanh tú, cậu ta hơi khom người với Ngô Bình, làm sao công tử lại biết lão chủ nhân không phải là tàng cơ. Ngô Bình, vừa vào là tôi đã biết, tàng cơ màu đen kia và khí tức của hắn ta giống nhau như đúc. Hắn ta gạt được người khác nhưng lại không lừa được tôi âm thầm thi triển quyền binh cướp đoạt, kết quả lại phát hiện ra sinh mệnh và sức mạnh của hai người cũng không khác nhau. Tàng cơ, công tử đã tránh được một kiếp, nếu không lão chủ nhân sẽ giết ngài, sau đó sử dụng tinh huyết của ngài rồi sáng tạo ra một cơ thể giống ngài như đúc. Chẳng qua cơ thể mới sẽ thuộc về lão chủ nhân, hắn ta sẽ được tái sinh. Ngô Bình, những chuyện này đều do hắn thiết kế, người không tham dự à? Tàng cơ, lão chủ nhân đã không thể kiên trì được bao lâu nữa, đành phải áp dụng biện pháp cấp tiến này để tự cứu lấy mình. Ta chỉ là một cái pháp bảo, không có quyền tham dự vào cuộc đấu tranh này của lão chủ nhân. Ngô Bình, vậy tôi là chủ nhân mới của cậu. Tàng cơ, đúng vậy, ngài đã thông qua khảo, nghiệm, đã là chủ nhân của ta. Bây giờ lão chủ nhân đã không còn nữa, ngài chính là chủ nhân duy nhất của tàng cơ. Ngô Bình cười khổ, hóa ra chuyện hẳn nói cũng không hoàn toàn là sai. Vậy ta có phải là không thể sử dụng được sức mạnh của cậu hay không? Tàng cơ, đương nhiên có thể. Vừa dứt lời, trong tay của Ngô Bình lập tức có thêm một cái nhẫn màu đen, trên nhẫn có phù văn huyền diệu, tàng cơ nói, chủ nhân, đây là tàng cơ giới, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể mượn nó để mượn dùng sức mạnh của tàng cơ. Thậm chí chủ nhân có thể đem cả kẻ địch đến nơi này, giao cho tàng cơ đối phó. Ngô Bình, nói như vậy, tạm thời cậu không thể rời đi cùng với tôi. Tàng cơ, bây giờ ta vẫn chưa được hoàn thiện, vẫn chưa thể ra khỏi được mảnh vỡ kỷ nguyên được. Ngô Bình nhìn tàng cơ giới, hỏi, cho nên, tôi thật ra không thể sử dụng sức mạnh của cậu một cách trực tiếp được. Tàng cơ, bên trong tàng cơ giới có 3 loại quyền binh, chủ nhân có thể sử dụng tùy ý. Thế nhưng mỗi một loại quyền binh chỉ có thể sử dụng được một lần từ nay về sau chủ nhân cần phải trở lại nơi này để nạp năng lượng cho tàng cơ. Ngô Bình cảm nhận một chút. Bên trong tàng cơ giới quá thật có được 3 loại quyền binh cấp cao, anh vô cùng vừa lòng, nói, không tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 232.